Anh, sao anh tới mà không gọi trước cho em? Anh tới để lấy bản chiếc tính vật liệu. Công trình đã thi công cả tháng rồi mà vẫn chưa chuyển xuống nữa. Chắc là có một vài trục trặc, để em xem lại. Anh uống cái gì để em gọi nha. Thôi được rồi, khi nào xong á em chuyển xuống cho anh. Còn bây giờ anh có việc phải đi rồi. Anh đi đâu mà gấp gáp quá vậy? Ở lại với em một chút không được hả? Ở đây là công ty, em được cứ làm như vậy. Công ty thì sao? Ở đây có ai mà không biết chuyện của em với anh? Thôi được rồi, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì anh nói đi. Anh tính rủ em đi Vũng Tàu hay Đà Lạt để bù hôm sinh nhật phải không? Thật ra anh định hôm nào gặp riêng để nói chuyện cho tiện, nhưng mà thôi, bây giờ anh nói luôn, tụi mình chấm dứt đi. Anh nói cái gì? Anh nói giỡn với em phải không? Anh nói thật, vợ anh sắp về rồi, anh không thể nào lừa dối vợ anh nữa. Vậy tại sao trước đây thì được? Đó là sai lầm, vì sai lầm đó mà gia đình anh tan vỡ. Anh không thể nào tiếp tục với em được nữa. Nhưng mà vậy còn em thì sao? Anh không cần biết cảm giác của em như thế nào khi mà phải chia tay với anh hả? Anh xin lỗi, anh không thể nào làm khác nữa. Em đã đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào tình yêu của hai đứa mình. Anh à, em không thể nào xa anh được. Tụi mình sẽ tiếp tục nha anh. Em chấp nhận dù là mối quan hệ lén lút. Không được, anh không thể nào lừa dối vợ mình nữa. Anh đừng có một vợ cũng trước mặt em, hai vợ cũng trước mặt em nữa được không? Em không thể nào chịu nổi nữa đâu. Em à, khi quen anh á, em cũng đã biết anh là người có vợ rồi mà. Em biết, nhưng tại vì em quá yêu anh. Với lại khi đó anh hứa chia tay với cô ta mà. Anh không có nói như vậy. Em không thể xa anh như thế này được. Nếu mà anh bỏ em, em sẽ tự tử cho anh coi. Anh biết em sẽ không làm như vậy đâu. Chào em. Anh Quân. Ủa Trang, bữa nay rảnh hay sao mà tới sớm vậy? Trang định ghé để tìm bà chủ. Có chuyện gì hả? Xin nghỉ để học thi phải không? Trang xin nghỉ luôn. Ủa sao vậy? Bộ có chỗ khác trả lương cao hơn hả? Đâu có đâu, Trang sắp về nhà chồng rồi, cũng đâu có đi làm được đâu. Thì ra là vậy. À, quán cũng vắng khách, Trang qua đây ngồi nè, đi. Vậy là Trang đã tha thứ cho anh Quân rồi hả? Trang cũng không biết nữa, nhưng mà Trang thấy ảnh tội nghiệp lắm. Với lại mẹ chồng Trang cũng qua nhà Trang rồi, không về cũng không được nữa. Trang về là đúng mà, dù gì cũng là vợ chồng với nhau, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Quyền nói chuyện á, y chang là mẹ mình nói vậy đó. Lâu lắm mới thấy Trang cười tươi như vậy đó. Vậy chừng nào về bên đó? Chủ nhật tuần sau thì bên nhà anh Quân sẽ qua đón Trang. Mà Quyền ơi, sao Trang thấy hồi hộp quá, giống như là trước ngày Du Quy đám cưới vậy đó. Anh Quân ơi, Anh Quân, có cô Hương tới kiếm anh kìa, đang chờ ngoài đó. Anh nói với cổ là tôi đem bà công chuyện. Thôi, có người đẹp tìm, cứ ra đi. Sao mà phiền phức quá vậy? Nè, anh kiểm tra lại mọi thứ giùm tôi rồi nha. Rồi. Anh Quân, sao anh để anh về lâu quá vậy? Em tới đây có chuyện gì?
anh đang bận công chuyện mà. Em muốn gặp anh. Em thấy nhớ anh lắm. Sao em gọi điện cho anh hoài mà anh không nghe máy? Đây là nơi làm việc. Mọi người nhìn kìa. Mặc kệ người ta. Nếu không có gì, anh vô đây. Anh anh à, mình tìm chỗ nào nói chuyện được không? Em xin anh đó. Nha anh. Không được. Anh về đi. Anh Quân.